Đầu năm 2015, Trung tâm Huyết học Truyền máu Nghệ An đã ứng dụng thành công công nghệ gạn tách tế bào. Thành công này được thực hiện tại Nghệ An đã góp phần giúp những người bị các bệnh về máu, nhất là ung thư, trong giai đoạn chuyển hóa chất, giảm bớt thời gian điều trị và ảnh hưởng đến hóa chất. Với sự mạnh dạn đầu tư trang thiết bị hiện đại và sự hỗ trợ chuyển giao công nghệ của Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, gạn tách tế bào trở thành phương pháp điều trị mới được áp dụng đầu tiên tại Nghệ An, mang lại rất nhiều lợi ích cho người bệnh, nhất là những bệnh nhân bị ung thư máu. Thay vì trước đây người bệnh phải dùng hóa chất liều cao và thời gian điều trị nội trú mỗi đợt từ khoảng 1 đến 2 tuần mới đánh giá được kết quả điều trị, thì nay với phương pháp điều trị này, chỉ với khoảng thời gian 3 giờ thực hiện quy trình để gạn tách tế bào máu ác tính ra khỏi cơ thể người bệnh mà không cần dùng hóa chất để tiêu diệt lượng tế bào ác tính này. Như vậy đã giúp cho người bệnh rút ngắn thời gian nằm viện và hạn chế tối đa hóa chất điều trị, ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe người bệnh. Cái hệ thống gạn tách tế bào này là giúp cho bệnh nhân sẽ qua được giai đoạn nguy hiểm một cách nhanh chóng hơn. Ví dụ thông thường trước đây, những cái bệnh nhân mà bị bệnh có chỉ định cấp cứu và về máu, đặc biệt những bệnh nhân mà có cái chỉ số bạch cầu, tiểu cầu quá cao, thì chúng tôi phải điều trị hóa chất. Và cái thời gian để mà chờ cái hóa chất đó đáp ứng thì thông thường sẽ phải mất cỡ khoảng chừng 5 ngày, 1 tuần hoặc thậm chí 10 ngày. Và trong thời gian 10 ngày đó thì bệnh nhân hoàn toàn có cái nguy cơ xảy ra tai biến. Bên cạnh đó thì bệnh nhân sẽ phải gánh chịu cái hậu quả vì cái phá vỡ tế bào do hóa chất gây ra. Cách đây 3 năm, Trung tâm Huyết học Truyền máu Nghệ An mới được thành lập và thực hiện nhiệm vụ chính là thu gom, dự trữ và cung cấp nguồn máu cho các bệnh viện, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị. Song từ khi ổn định hoạt động, Trung tâm đã triển khai ngay công tác điều trị và nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới. Bởi đây là nhu cầu cấp thiết cho những bệnh nhân mắc các bệnh về máu nói chung và ung thư nói riêng đang ngày càng tăng. Hiện tại bệnh viện có 40 giường bệnh. Song công suất giường bệnh luôn ở mức 120-150%, trong đó hơn 60% bị ung thư máu. Song song với cái việc chúng tôi đã làm được đó là sản xuất những cái chế phẩm máu tại chỗ, thay vì trước đây là chúng ta phải chuyển bệnh nhân, thì để đáp ứng được từng cái bước và nhằm phục vụ bệnh nhân trên địa bàn, thì chúng tôi đã đầu tư một số cái trang thiết bị chuyên sâu về chiết tách và đặc biệt là đi vào mảng sâu của điều trị là gạn tách tế bào, thì để rút ngắn cái thời gian của điều trị và làm cho bệnh nhân tốn đỡ tốn chi phí hơn so với trước đây thì chúng ta phải chuyển ra trung ương. Mặc dù đang còn nhiều thiếu thốn cả về nhân lực và trang thiết bị, song Trung tâm Huyết học Truyền máu đã nỗ lực để thực hiện tốt nhất chức năng và nhiệm vụ được giao. Hiện tại, Trung tâm đã thực hiện được nhiều kỹ thuật về xét nghiệm như nhuộm hóa học tế bào, điện di miễn dịch, giúp cho việc chẩn đoán xác định chính xác hơn các bệnh chuyên khoa, từ đó đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả. Tại Trung tâm Huyết học Truyền máu là trước đây là chỉ truyền máu toàn phần thôi. Nhưng đến năm 2014, chúng tôi đã chiết tách được là cần loại gì thì truyền loại đó. Ví dụ cần hồng cầu thì chiết tách để truyền hồng cầu, cần tiểu cầu là truyền tiểu cầu, cần huyết tương truyền huyết tương. Như thế là có thể nói rằng là rất là hiệu quả cho công tác khám và điều trị. Để giảm bớt khó khăn cho người bệnh và giảm tải cho tuyến trung ương, Trung tâm Huyết học Truyền máu sẽ còn rất nhiều việc phải làm, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào điều trị. Song với những thành quả đạt được trong năm qua, đặc biệt là công nghệ gạn tách tế bào được trung tâm thực hiện thành công trong những ngày đầu năm 2015 là tiền đề quan trọng để Trung tâm Huyết học Truyền máu Nghệ An tiếp tục phát triển.